Nếu bạn biết những gì tôi biết, bạn hoàn toàn có thể học và bắt đầu một công việc lập trình trong vòng 6 tháng. C cộng cộng hay Python không quan trọng, toán không quan trọng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật không quan trọng. Ý tôi là nó có, cho nên là ngừng việc ngồi một chỗ suy nghĩ từ ngày này qua ngày khác và hãy bắt đầu học và làm ứng dụng trong mơ của bạn ngay bây giờ. Tất cả những gì bạn muốn phải với tư cách là một lập trình viên, đó là ngồi xuống và code. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với mọi người lộ trình rõ ràng và thực tế nhất mà tôi chắc chắn là ai trong chúng ta đều có thể làm được. Và tôi biết nhiều người sẽ không đồng tình với quan điểm của tôi, cho nên tôi xin nói trước, nếu như video nhận được quá nhiều bình luận tiêu cực, tôi sẽ gỡ video và tôi xin lỗi. Oh shit, I'm sorry. Sorry for what? Nhưng tất cả những gì tôi chia sẻ là những gì mà tôi muốn trải qua nếu như tôi isekai, mất ký ức và bắt buộc phải học lập trình lại từ đầu. Và tôi có một sự trối bỏ trách nhiệm nữa ở đây, đó là thứ nhất, tôi không phải là một cao thủ senior developer với 5 năm kinh nghiệm. Tôi rất trẻ, muốn có bạn gái và chưa có nhiều kinh nghiệm khi đi làm. Thứ hai, tôi đã từng thi quốc gia môn tin học vào năm cấp 3 và nội dung là về lập trình thi đấu. Cho nên, đối với tôi, C cộng cộng hay Python không quan trọng, toán không quan trọng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật không quan trọng. Ý tôi là nó có, nhưng nó không phải thứ mà thần thánh hóa một lập trình viên như tôi thấy rất nhiều người đang làm. Và đó là tôi nói thật. Đúng là những thứ trên sẽ giúp cho bạn có kỹ năng giải quyết vấn đề cực tốt, và nó cũng sẽ rất cần thiết nếu bạn làm trong những ngành khó như là về AI, đồ họa máy tính hay là mô hình 3D. Nhưng tin tôi đi, nhà tôi nghèo và tôi lấy tiền đâu ra để nạp tiền để đi ra nước ngoài, để du học và làm trong những lĩnh vực này. Tôi chỉ muốn là một lập trình viên bình thường, kiếm từ 20 đến 30 triệu một tháng là ngon rồi. Tham gia vào tầng lớp lao động bình thường, có nhà để ở, có xe máy để chạy và ngày 3 bữa thôi. Và nếu có bạn nào comment ở Việt Nam cũng có thể làm về AI, đồ họa máy tính hay là hệ điều hành, compiler thì cho tôi xin đi, cứ cho tôi là thằng mù đi, vì tôi không thấy điều đó. Ngay bây giờ sẽ là cách nhanh nhất để bạn học lập trình, những sai lầm phổ biến và cách để đậu phỏng vấn 100% trong vòng 3 bước. Và nếu bạn biết những gì tôi biết, bạn hoàn toàn có thể học và bắt đầu một công việc lập trình trong vòng 6 tháng. Điều quan trọng thứ nhất, bạn nghĩ điều gì là cần thiết nhất khi học lập trình? Kiến thức về toán, kiến thức về tiếng Anh, hay như nhiều người nói đó là tất cả những gì bạn muốn phải với tư cách là một lập trình viên, đó là ngồi xuống và code và đừng bao giờ nghĩ về cái gì khác. Tất cả đều đúng, ý tôi là không có cái nào bạn biết mà nó dư thừa cả. Nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất khi học lập trình đó là sự tự tin. Chỉ cần bạn tin, bạn có thể làm được. Chỉ cần bạn tin trong vòng 3 tháng, bạn có thể xóa bỏ mọi ham muốn, dục vọng để có thể bắt đầu học lập trình. Chỉ cần bạn tin bạn không phải là một thằng loser thì tôi chắc chắn với bạn, bạn sẽ học được lập trình. Yesterday you said tomorrow, so just do it. Make your dreams come true. Just do it. Và tôi xin chia sẻ với bạn một câu chuyện như thế này, đó là tôi đã từng đồng hành và mentor cho một anh 34 tuổi. Trước đây anh học và làm về kinh tế và anh quyết tâm học lập trình game, và sau 3 tháng thì anh đã bắt đầu đi làm. Vậy nên nếu ai nghĩ bản thân họ không thể học lập trình vì quá khó thì chỉ có thể là loser. Và nếu bạn cần một con đường nhanh nhất thì có hai thứ mà bạn cần làm ngay lúc này. Thứ nhất đó chính là xem cái video này và chọn ra con đường mà bạn mong muốn đi nhất. Và ví dụ bạn muốn trở thành một back-end engineer thì bạn lên Google search back-end roadmap là cái này, đọc hết cái trang này và cả phần Q&A. Và tôi thấy có nhiều người đang thần thánh hóa mấy khóa học ở trường đại học như là Introduction to Computer Science hay còn viết tắt đó là CS50. Ý tôi là nó đáng học, nhưng nó không phải là một liều thuốc tiên mà bạn uống phát là bạn lên cấp liền. Và nếu bạn đang còn muốn dẫn chứng hoặc là bạn đang tìm lý do thì đây, bạn có thể xem video này. And after working a CS job for 2.5 years, I realized that 95% of what I learned at Stanford was fucking bullshit. Nếu một sinh viên Stanford còn chê rác á, thì không có cái lý do nào ở Việt Nam mà bạn phải lụm cái cục rác đó cả. Điều quan trọng thứ hai đó chính là những sai lầm phổ biến khi học lập trình. Và sai lầm trầm trọng thứ nhất đó chính là overthinking. Vì tiếng Anh nó ngầu nên là tôi muốn sử dụng tiếng Anh, và dịch sang tiếng Việt nó có nghĩa là suy nghĩ quá mức. Và tôi chắc chắn với bạn luôn, cái ứng dụng của bạn, cái app của bạn kiểu gì cũng sẽ vô cùng xấu, kiểu gì cũng sẽ chạy vô cùng chậm và kiểu gì cũng sẽ vô cùng nhiều lỗi và vô vàn vấn đề khác nữa. Nhưng bạn sẽ nhận được rất nhiều kinh nghiệm và động lực từ nó. Nhớ rõ, kinh nghiệm và động lực là vô cùng quan trọng.
Cho nên là ngừng việc ngồi một chỗ suy nghĩ từ ngày này qua ngày khác, và hãy bắt đầu học và làm ứng dụng trong mơ của bạn ngay bây giờ. Và sai lầm thứ hai, à thôi không có sai lầm nữa hết, bạn cứ bắt đầu học và làm những gì bạn thích ngay đi. Điều quan trọng thứ ba, cách để đậu phỏng vấn 100%. Tôi đã từng xin ngồi chung với mấy anh senior khi mà anh phỏng vấn một ứng viên mới. Và bạn biết điều gì tôi chắc chắn khi mà ứng viên nó bị loại không? Đó chính là cố gắng nói chuyện sàm ngôn những cái gì mà bạn không có. Nếu bạn không biết thì bạn cứ nói là không biết thôi. Thứ hai, đó là dùng quá nhiều em không chắc, em nghĩ là nghĩ. Rồi nhà tuyển dụng rảnh để quan tâm bạn nghĩ gì. Kỹ năng mềm là một thứ vô cùng quan trọng. Tôi biết có những bạn ở bên ngoài thì vô cùng tự tin, nhưng mà khi đi phỏng vấn thì rất là rụt rè. Tôi cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy. Nên bạn cần gì nhất khi đi phỏng vấn, đó là tự tin. Phải tự tin, thật tự tin vào những gì bạn có, những kinh nghiệm của bạn, và tin vào những gì bạn sẽ nói. Sai lầm thứ ba, đó là cố gắng những thứ mà nhiều người không làm được. Tôi biết mình có thể đậu hầu hết các công ty ở Việt Nam là vì sao? Vì tôi đã dành ra 3 năm để học thuật toán và cấu trúc dữ liệu. Và nếu ai đó tự tin một vài tháng của họ có thể đánh bại được tôi thì xin chúc mừng, người đó đã học được bài học về sự tự tin. Để chứng minh thì tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện người thật, việc thật, đó chính là tôi. Và tôi xin thề với các bạn, tôi chưa bao giờ trượt phỏng vấn trực tiếp. Và đây là cái CV đầu tiên cho công việc đầu tiên mà tôi nhận. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái CV của tôi. Và thực ra là tôi xin nói thật luôn là tôi rất may mắn như thế nào mà cái CV như thế này nó lại vượt qua được cái vòng scan CV. Có nghĩa là cái vòng quét CV ha. Nói thật với các bạn, công việc đầu tiên của tôi là về GameFi Web 3. Cho nên là cái CV của tôi nó không có gì khác ngoài những cái liên quan đến blockchain hết. Và tôi có một cái web nhỏ ở đây. Và tôi nói thật với hai anh phỏng vấn tôi luôn, đó là tôi làm cái web này bằng WordPress. Và tôi biết là trình độ của tôi rất là cùi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến một vài tricks mà bạn có thể sử dụng khi mà đi phỏng vấn. Đầu tiên, chắc tôi không cần phải nhắc bạn đâu, đó là ăn mặc chỉnh chu vào. Vậy thôi. Và bạn luôn phải tâm niệm một điều như thế này rằng, đó là công ty cần bạn. Đây không phải thời mà bạn phải bỏ ra vài trăm triệu để có thể có một công việc nữa rồi. Cho nên luôn nhớ rằng công ty cần bạn, chứ không phải bạn cần công ty. Ý tôi là có cần công ty trả lương. Thứ hai, luôn nói thật, nói đúng và tự tin vào những gì bạn nói. Và nếu bạn không biết một cái gì đó, tôi sẽ truyền cho bạn một câu mà sư phụ của tôi, người tôi rất kính trọng đã dạy. Em hiện tại chưa biết cách để làm điều mà anh yêu cầu, nhưng em sẽ tìm hiểu nó ngay bây giờ. Nếu nó là một vấn đề dễ, em sẽ giải quyết nó ngay cho anh. Nếu nó là một vấn đề khó và anh có thể tin tưởng ở em, cho em thời gian 2 tháng, em chắc chắn sẽ học và làm giải quyết được cái vấn đề mà anh yêu cầu. Và đó là tất cả những gì bạn cần để có thể học lập trình, tránh những sai phạm cần thiết và đậu phỏng vấn vào công ty mà bạn yêu thích. Và một điều nữa vô cùng quan trọng, đó là vẫn còn nhiều cách để có thể giúp bạn học lập trình nhanh hơn. Và tôi đã dành ra ít nhất 3 năm kinh nghiệm để có thể đúc kết ra một video này dành cho bạn. Cho nên là hãy để lại một subscribe nếu bạn muốn xem thêm nhiều video giống như thế này nữa. Và cuối cùng, xin cảm ơn.